Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Dương Tử và Tiêu Chiến bị bắt gặp đi ăn chung, liệu có gì mờ ám không? Tiêu Chiến và Dương Tử bất ngờ bị bắt gặp đi ăn chung ở Hoành Điếm, dân tình lập tức trở nên xôn xao. Tiêu Chiến và Dương Tử sau khi đóng phim Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn, bộ phim đang chờ phát sóng, có mối quan hệ đồng nghiệp khá tốt. Dương Tử từng chia sẻ, Tiêu Chiến giúp đỡ mình trong quá trình đóng phim rất nhiều. Cả hai còn thường xuyên được bầu chọn là King and Queen ở nhiều đêm loại lớn. Trang Suhu ngày 7 tháng 5 đưa tin, mới đây cánh săn ảnh đã bắt gặp khoảnh khắc Tiêu Chiến và Dương Tử xuất hiện chung tại một nhà hàng ở Hoành Điếm. Theo cánh săn ảnh, Tiêu Chiến tới nhà hàng trước, xung quanh Mỹ Nam Trần Tình Lệnh cũng có sự xuất hiện của vài trợ lý. Một lúc sau, Dương Tử cùng nhân viên đi bộ tới nhà hàng này. Cả hai người đến trước người đến sau nhưng vẫn không thoát khỏi ống kính cánh săn ảnh. Kết thúc bữa ăn, Tiêu Chiến cũng là người ra đầu tiên. Nam diễn viên cùng trợ lý nhanh chóng lên xe ô tô rời đi. Sau đó Dương Tử cùng các trợ lý cũng bước ra cửa nhà hàng. Vừa đi bộ, Dương Tử vừa trò chuyện cùng các trợ lý. Trước đó Dương Tử liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng. Gần đây nhất là tin đồn tình cảm với đàn em kém 7 tuổi Vương Tuấn Khải. Đối với những tin đồn này, Dương Tử đều không hề lên tiếng phản hồi. Với nhiều đầu óc tưởng tượng sẽ nghĩ rằng hai ngôi sao đang có dấu hiệu thân mật hơn bình thường hay thậm chí là hẹn hò. Tuy nhiên nói đúng ra cả hai đang có lịch quay khác nhau ở Hoành Điếm. Tiêu Chiến vì phim Ngọc Cốt Giao đóng cùng Nhậm Mẫn, còn Dương Tử đang quay Trầm Vụn Hương Phai đóng cùng Thành Nghị. Chưa kể rất có thể đây chỉ cắt ghép cố tình tạo tin đồn để câu view của các blogger. Dù sao, nếu Tiêu Chiến và Dương Tử có hẹn nhau đi ăn thật thì chỉ là quan hệ đồng nghiệp, liệu có đáng bị bàn tán hay không? Mới đây, Youku đăng tải lên một đoạn video ghi lại cảnh Dương Tử cùng bạn bè tụ tập đi ăn tối chung sau đó cùng nhau tung tăng dạo phố. Vừa bước ra khỏi cửa, Dương Tử mỗi bên một người, thân thiết khoác lấy tay bạn mình. Vừa đi vừa nói chuyện hàn huyên. Lúc này trên đường không có quá nhiều người, Dương Tử cùng hỏi bạn liền xếp thành hàng dài, tay nói tay, tiếng cười vui vẻ vang lên cả một góc phố. Một lúc sau Dương Tử liền kéo lấy bạn mình, xếp thành vòng tròn chơi trò ném khăn tay, mãi cho đến khi choáng váng chóng mặt mọi người mới dừng lại. Tuy nhiên chưa yên tĩnh được quá nửa giây, Dương Tử lại tiếp tục bày trò đi đường quyền khiến mọi người cười bò. Dù bận rộn với lịch trình công việc riêng, nhưng có vẻ Dương Tử vẫn không quên dành thời gian cho những người bạn ngoài giới của mình. Không chỉ trong showbiz, mà với những mối quan hệ bình dị khác trong đời sống thực, Dương Tử vẫn luôn được mọi người yêu mến bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ, năng động của mình. Dù đôi lúc chính sự thoải mái, thân thiết ấy với bạn diện mà Dương Tử nhiều lần bị fan nhà trai ác ý ném đá vì cho rằng cô cố tình xào couple. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.